Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cháu thấy là Lâm 10 tuổi này. Yeah. Lâm 10 tuổi. Lâm thì rõ ràng là có thay đổi lớn. Yeah. Tức là từ khi mà từ khi mà Lâm là đến đây là bác tiên chữa Lâm. Yeah. thì rõ ràng là có một sự thay đổi lớn, nó yeah. ngoan hơn, nó bình tĩnh hơn. Yeah. Cháu thấy là phương pháp của bác rất là hợp lý. Yeah. Lâm thì rõ ràng là tức là có một sự thay đổi. Yeah. Còn chị Thi thấy như thế nào? Cảm nhận của chị về cháu? Cháu nghĩ là đây cũng là một phương pháp tốt ạ. Yeah. Nhưng mà chắc là phải làm thường xuyên, rất là thường xuyên và rất là kiên nhẫn. Yeah. Thì yeah. dần dần chắc là Lâm cũng thay đổi. Dạ. Yeah. Vậy là có thay đổi ha, hay là không vậy? Dạ. Nó có thay đổi như thế nào ạ? À? Đối với chị thấy? Cháu nghĩ là cái chính là tinh thần của bố mẹ thay đổi. Dạ. Bố mẹ là bố mẹ học cái sự kiên nhẫn đấy của bác. Dạ. Thế xong rồi bố mẹ hiểu là đối với Lâm thì phương pháp này rất là tốt, thế nhưng mà phải thường xuyên, phải làm thường xuyên hơn và phải rất là kiên nhẫn. Ngoài những cái tác động mà bác dạy cho bọn cháu là công việc mà bác dạy cho là rất là hay, là nên nói khẽ. Tức là từ khi mà mình nói khẽ hơn thì rõ ràng là Lâm nó bình tĩnh, nhẹ nhàng với nó mà kiên nhẫn với nó, kiên thì nhận. Nó từ từ nó sẽ mở ra này. Yeah. Thì bác là cái mà bài học mà cháu nghĩ là học nhiều nhất với bác là như thế. Yeah. Và còn cái động tác đấy thì cháu nghĩ là mình phải làm thường xuyên. Yeah. Bọn cháu phải học thêm để hàng ngày làm với nó. Yeah. Và không phải là lúc nào làm cũng được, tại vì chính là nó phải yên, lúc nào yên, lúc nào mình làm được mình cũng nên làm. Lúc nào mình làm được, 5 phút mình cũng làm, 10 phút mình cũng làm. Cái quan trọng là tôi nghĩ là phải chấp nhận và phải dịu với cháu. Phải dịu dàng với nó, kiên nhẫn với nó. Đừng có bao giờ mà la rầy hết. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantan.vn.